Xin chào anh em. Thì hôm nay thị trường nó có một phiên khá là tốt, tăng giá kèm với vol cải thiện rất là tốt. Thì ở trong phiên nó có lúc nó đạp giảm về khoảng 6-7 điểm, tuy nhiên là cuối phiên nó kéo lên tăng hơn 3 điểm và giá trị giao dịch nó cải thiện khoảng 37% so với phiên trước, đạt 17.355 tỷ trên của chỉ số VN Index. Thì mọi thứ nó đều cải thiện khá là tốt. Thì mình bản chất phiên hôm qua mình có khuyến nghị cho anh em một cái list theo dõi, tuy nhiên là mình kêu anh em chờ chờ để giá nó đẩy về được cái vùng test lại cái cây này nè, đáy của cây nến này, hãy tham gia quanh cái vùng 1085-1090, thì tham gia sẽ được lợi thế. Tuy nhiên là hôm nay thì nó không có giảm như là hy vọng. Thì nếu mà anh em đã lỡ thào rồi á thì cũng không có cần gấp mà nhảy vào tham gia ngay lập tức. Thì bởi vì hiện tại nó đang ở đây thì nó có thể nó phải test lại cái đỉnh này, xem nó test thành công hay không và nó có thể chạy tiếp hay không. Một điểm điểm thứ hai nữa là những cái chỉ báo mà mình theo dõi thị trường chung, thì anh em thấy những cái lần mà nó test và nó quay đầu tăng trở lại bền tăng lâu thì nó phải đẩy số cổ phiếu nằm trên MA 10 này về cái vùng 50-60 cổ phiếu, tức là khoảng dưới 30%, từ 20 đến 30%. Anh em thấy những cái vùng này nó sẽ đẩy về quanh cái mức này nó mới kéo lên tiếp. Đây là những cái nhịp chỉnh nhẹ nha, những cái nhịp chỉnh mạnh lành mạnh á, nên nếu mà chưa mua được cũng không có gì phải gấp, mình cứ cứ việc ngồi chờ thôi. Còn nếu giả sử như nó kéo luôn thì anh em cứ bỏ qua nhịp này, thì bản chất cứ cứ một chu kỳ lên lại xuống, một chu kỳ lên lại xuống, nó xen kẽ nhau thôi. Quan trọng nhất là mình nhịp nào mình ăn được thì ăn, còn ăn không được thì ngồi quan sát thôi, chứ đừng có cố chấp nhảy vào bằng mọi giá, có khi lại bị dính cái nhịp chỉnh. Một cái điểm thứ hai nên em thấy là những cái tín hiệu đỉnh này liên tục là nó giảm, thì giả sử như nó có kéo lên, nó phải kéo về tới cái vùng này thì nó mới mới bền, còn không là nó như những cái nhịp này nè, khi mà xuất hiện cái dấu hiệu phân kỳ thì nó sẽ gần như nó dễ có khả năng những cái nhịp giảm mạnh nó xuất hiện. Nên nếu mà nó tới 1030 nó lại quay lại thì lúc đó mình canh vào lại. Tuy nhiên là cũng phải phải chờ nó về cái vùng giá hợp lý và có lợi nhất mình mới tham gia, chứ không phải nhảy vào bất kỳ giá nào. Thì đây là trên trên khung khung ngày. Còn giả sử anh em đánh theo cái trường phái ngắn hơn, khung tuần, hoặc là anh em nhìn phân kỳ, thì tín hiệu MACD anh em thấy những cái lần nó xuất hiện phân kỳ, nó xuất hiện phân kỳ thường MACD, anh em để ý tín hiệu phân kỳ này xuất hiện hai lần thì ở lần thứ hai là cái khả năng thành công nó rất là cao. Ví dụ như tại cái vùng này thì đây nó xuất hiện dấu hiệu phân kỳ, giả sử anh em có tìm hiểu tín hiệu này thì có thể thoát được cây này khá là tốt. Hoặc là phân kỳ ở đáy, khi mà nó xuất hiện phân kỳ lần 1 và phân kỳ lần 2 thì nó xuất hiện cái kiểu này, anh em tham gia vào sẽ được cái giá rất là lợi thế nè. Hoặc là phân kỳ ở đỉnh cũng vậy, ở đây lần 1, ở đây lần 2, hai lần nó gần nhau thì nó sẽ bán được cái tại cái vùng giá đó tốt. Thì với cái thời điểm hiện tại, giả sử như ngày mai năm cây nến mà nó kéo giá đi lên được tới khoảng 1030 thì quanh quanh hơn, nếu mà qua 1030 thì tín hiệu phân kỳ gần như là nó cái tín hiệu phân kỳ ở đỉnh gần như nó bị phá. Còn nếu mà nó quanh quanh ở đây nó đi lên xuống giật giật không có tăng được khoảng 20 điểm thì khả năng phân kỳ ở trên khung 1H nó vẫn còn xuất hiện một lần nữa ở đây, nên cũng anh em cũng không có gì phải vội. Dạ, không mua được thì cứ ngồi chờ thôi. Thì đây là cái quan điểm của mình đưa ra để mọi người có cái nhìn và chuẩn bị giai đoạn sắp tới. Nếu mà chưa mua được thì đừng có gấp nhảy bậy vào, có khi lại bị nó cắn một phát mình tức thêm. Cứ chờ nó về thì mình thật sự là mình kỳ vọng nó về, nó test lại cái vùng này xong nó đi lên nó sẽ ổn và ngon lành hơn. Tuy nhiên là hôm nay anh chị em thấy thì nó kéo vol khá là tốt, nên là có thể ngày mai nó lại là một cái phiên tăng.
Tuy nhiên đối với mình ở thời điểm này không phải là thời điểm nhảy vào bằng mọi giá. Bởi vì có thể nó đi ngang nó lên đây nó lại gặp cái cản ở trên đây thì nó lại giảm xuống. Đi ngang ở đây một cái thời gian quanh từ cái vùng này tới cái vùng này khá là dài á. Để nó đưa những cái cổ phiếu nằm trên MA10 về cái mức dưới 20-30% này bắt đầu nó mới kéo lên. Thì mình hy vọng nó vận động theo cái kiểu đó để anh em có cái giá mua tốt hơn. Thì hôm nay mình cũng làm cái clip ngắn nhìn cái thị trường và chia sẻ cái chiến lược sắp tới. Thì bản chất hôm nay một số anh em ở trong group á cũng chưa có tham gia được, bởi vì mình khuyên mọi người chờ. Thì đây là cái vùng giá ngày hôm qua mình hướng mọi người chờ nó về, nó test lại cái vùng này để tham gia được giá tốt nhất. Thì một số cổ phiếu mặc dù tín hiệu nó báo và mình lọc ra nó rất là đẹp, ví dụ Novaland, Đắc Xanh, HDC, HDG, hoặc là nhóm thép, hoặc là chứng khoán, mọi thứ mình theo dõi á. Tuy nhiên mình kêu mọi người chờ, và trong phiên mình đẩy thì bản chất trong phiên hôm qua mình chưa có đẩy mọi người mua cái gì hết. Thì hôm nay nhóm bất động sản nó lại tăng rất là tốt, nên là một số anh em chắc cũng hơi tiếc. Tuy nhiên là chưa mua được thì thôi, đừng có cố chấp mua. Thì anh em thấy là những cái cổ phiếu mà mình khuyến nghị hôm nay, ví dụ những con bất động sản mà mình gợi ý, thì trong 4 con nó 3 mã nó đã là tăng tốt nhất của nhóm bất động sản nè. Thì cũng nhìn nó tăng nhiều mình cũng tiếc. Tuy nhiên quan điểm của mình á, mua là cứ canh từ từ. Bản chất nó lên được nó sẽ cần vol vào để nó duy trì, còn vol không vào thì sẽ có cái một cái nhóm thành viên chốt lãi đẩy nó xuống. Thì nhóm chứng khoán VCI hôm nay cũng là một cái cổ phiếu tăng tốt nhất của nhóm chứng khoán. Đa phần các cổ phiếu hôm nay nó đều tăng rất là khá. Thì mình không mua được nhịp này thì mình cứ ngồi chờ đó. Quan điểm của mình không có cần nhảy vào. Mình vẫn hy vọng thị trường nó về 1085, 1090 thì nó từ đó nó quay lên nó sẽ tốt hơn. Thì hôm nay chắc là mình view ngắn bao nhiêu đây để chia sẻ với anh em có theo dõi mình, theo dõi cái kênh đó thì có cái cách xử lý. Thì bản chất nếu mà một số anh em coi cái clip đó, không có trong nhóm khách hàng của mình đó, thì có thể đã mua hàng rồi. Mua hàng thì được lợi thế, bản tới chiều ngày mai hàng nó về thì khả năng anh em có lãi tốt, rủi ro nó còn rất là ít. Thì mình cũng dừng cái clip đây, cảm ơn mọi người.